Chào bạn, thì ở đây mình đang có thiết bị lọc nước tại vòi Torevino MK308. Thì sản phẩm này nó hướng đến các bạn nào mà ở trong nội thành muốn lọc cái nguồn nước máy của mình để đảm bảo chất lượng khi mà nấu ăn. Cách đây không lâu thì mình cũng đã từng trên tay cái dòng cao cấp hơn của hãng Torevino này, MK204MX. Thì cái dòng đó được hãng công bố là lọc được 13 loại tạp chất, bởi vậy cho nên nó đảm bảo an toàn khi mà uống. Còn cái dòng này thì là dòng thấp hơn và nó lọc được 7 loại tạp chất. Về cơ bản thì không khuyến khích các bạn uống trực tiếp, tuy nhiên nếu các bạn đun sôi lại hoặc là sử dụng để nấu ăn thì rất là ổn. Tất cả những cái sản phẩm của hãng Torevino thì họ đều nhập 100% từ Nhật, từ cái bao bì cho đến những cái thông tin mà ghi trên sản phẩm này thì nó đều là tiếng Nhật hết. Tuy nhiên mình nghĩ là cái việc mà sử dụng nó cũng đơn giản. Thiết bị lọc nước tại vòi này gồm có hai phần chính. Thứ nhất là cái phần thân này và thứ hai là cái phần lõi lọc. Phần thân thì nó được thiết kế để mà gắn được với hầu hết vòi nước gia dụng hiện nay. Thì cái việc sử dụng nó cũng rất là đơn giản, có một cần gạt, nó sẽ chuyển qua nhiều chế độ. Và các bạn có thể nhớ một cách đơn giản như thế này: khi bạn mở nước ra, nếu như mà nước nó ra từ phần thân, cơ bản vẫn là nước máy của bạn, nhưng mà nó được qua một cái bộ lọc thô, thì cái bộ lọc này nó chỉ giữ lại những huyền phù mà kích thước lớn mà thôi. Và chúng ta sẽ có hai cái chế độ nước này: thứ nhất là cái nước theo đường tia như thế này, và thứ hai là cái theo kiểu bông hoa sen. Và khi bạn gạt lên trên cùng thì khi mà nước nó đi qua cái lõi lọc thì đây là nước đã được lọc và nó đảm bảo cái chất lượng để mà bạn nấu ăn. Đối với dòng MK708 thì cái lõi lọc này nó lọc được khoảng 600 lít nước. Để mà giúp bạn nhớ được là khi nào bạn cần thay á, thì hãng họ có một bộ đếm ở đây. Chẳng hạn như là nếu mà nhà bạn sử dụng 600 lít nước trong vòng 2 tháng đi, chẳng hạn như là cái này mình mua tháng 2 và 2 tháng nữa thì mình sẽ cần phải thay lõi khi mình sử dụng, thì mình sẽ đặt mốc là ở tháng 4. Và đến khi mà mình nhìn lại đến tháng 4 thì mình thấy là cái mốc này đúng với là cái mốc trên máy thì mình sẽ thay cái lõi luôn, đã lọc rồi. Và để mà thay lõi lọc thì nó cũng rất đơn giản, bạn chỉ cần gạt qua một cái và lấy ra thôi. Và chúng ta sẽ thay toàn bộ nguyên một cái cục lõi lọc này luôn. Đi kèm cái dòng máy MK308 này thì nó là cái lõi lọc MKC-TJ. Và cái giá ngoài thị trường của cái lõi lọc này là khoảng 565.000. Và khi mà bạn có một cái lõi lọc để mà thay thế rồi thì bạn cứ gần gắn vô thôi, nó có một cái khớp và bạn gạt lên là xong. Rất là đơn giản. Hãng Torevino thì họ được biết đến rất là nhiều với cái công nghệ là màng lọc sợi rỗng. Trong cái lõi lọc này thì nó sẽ có 4 giai đoạn để mà lọc nước. Giai đoạn quan trọng nhất đó chính là cái màng lọc sợi rỗng. Khi bạn mở cái nắp này lên thì bạn có thể thấy trực tiếp ở đây là hệ thống màng lọc sợi rỗng của họ. Và khi bạn mở nước ra thì bạn sẽ thấy là cái nước sẽ được đi qua cái màng lọc sợi rỗng này để mà ra cái nước đã lọc rồi. Một cái điểm khá là tiện lợi của những cái dòng thiết bị lọc nước tại vòi này đó chính là bạn không cần điện. Áp lực của nước máy của bạn bình thường nó cũng đã đủ để lọc nước rồi, và cái công suất lọc cũng khá là cao. Theo hãng công bố thì bộ lọc này nó lọc được 2 lít trong vòng 1 phút. Mình nghĩ là nó sẽ đáp ứng được ổn những cái nhu cầu sử dụng nấu ăn thông thường. Hiện tại thì cái thiết bị lọc nước Torevino MK708 này được bán ngoài thị trường với giá là 1.480.000. Thì mình nghĩ rằng nó là một cái giải pháp hợp lý nếu như bạn muốn đảm bảo cái nguồn nước sạch dùng cho nấu ăn. Rồi, xin cảm ơn các bạn.